Pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ tấn công các mục tiêu ở miền Bắc Syria. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công nhiều khu vực của Syria vào cuối tuần để trả đũa cho vụ đánh bom chết người ở Istanbul trong ngày 13 tháng 11. Phía Ankara đã đổ lỗi cho các nhóm dân quân người Kurd là thủ phạm đứng sau màn tấn công đẫm máu, bất chấp đảng lao động người Kurd PKK và nhóm YPG một mực phủ nhận việc có liên quan. Phi cơ điều khiển từ xa của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các cơ sở khai thác dầu gần thị trấn Qamishli của Syria, cũng như khu vực giao dầu hỏa Rumelin, gần nơi quân đội Hoa Kỳ đóng quân, thể theo 3 nguồn tin quân sự. Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục tấn công các mục tiêu vào Chủ nhật khi Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar đến thăm một căn cứ quân sự của Ankara tại biên giới của Iraq, mặc dù cho lời kêu gọi kiềm chế từ phía Nga, đồng minh của Tổng thống Syria. Biểu tình phản đối lệnh cấm Covid bên ngoài tòa đại sứ Trung Quốc ở London. Nhiều người đã tới biểu tình bên ngoài tòa đại sứ Trung Quốc ở thủ đô London của Anh vào tối Chủ nhật 27 tháng 11 để bày tỏ sự ủng hộ đối với phong trào tuần hành tương tự đang diễn ra ở quê nhà, cũng như gây áp lực yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt cái chính sách hạn chế Covid do Tập Cận Bình ban hành suốt thời gian qua. Dưới hình ảnh do hãng thông tấn Reuters phát hành cho thấy, đám đông mang theo biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu phản đối bên ngoài tòa nhà với nội dung mong muốn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ chức cũng như trả lại công lý cho các nạn nhân trong trận hỏa hoạn tại Urumqi. Trong suốt cuối tuần, những người biểu tình ở các thành phố bao gồm Vũ Hán và Lan Châu đã phá hủy các cơ sở xét nghiệm COVID. Cháu gái của lãnh đạo Hồi giáo Ayatollah Ali Khamenei kêu gọi thế giới cắt đứt quan hệ với Tehran. Cháu gái của lãnh đạo Hồi giáo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, người được biết đến là một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, vào ngày Chủ nhật 27 tháng 11 đã kêu gọi cộng đồng thế giới cắt đứt mọi quan hệ với Tehran nhằm để lên án hành vi đàn áp người biểu tình chống chính phủ, nối theo sau cái chết của thiếu nữ người Kurd Mahsa Amini. Mahsa Amini qua đời trong lúc bị giam giữ tại sở cảnh sát. Cô bị bắt vì không che khăn trùm đầu hijab theo luật Hồi giáo khắt khe, bất chấp lời phủ nhận từ phía chính phủ. Phát biểu được bà Farida Morakani đưa ra trên mạng xã hội, thân phụ bà đã kết hôn với em gái của Ayatollah Khamenei. Chính quyền Iran đến nay vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào về sự việc này. Iran yêu cầu FIFA khai trừ Hoa Kỳ khỏi World Cup. Theo New York Times, đại diện của Liên đoàn bóng đá Iran vào ngày 27 tháng 11 yêu cầu khai trừ Hoa Kỳ khỏi World Cup vì bài đăng trên mạng xã hội được cho là không tôn trọng quốc kỳ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Phản ứng trên của Iran được đưa ra sau khi Liên đoàn bóng đá Hoa Kỳ sử dụng quốc kỳ không có biểu tượng Hồi giáo của Iran trong bài đăng trên mạng xã hội, nói rằng động thái này nhằm ủng hộ những người biểu tình ở Iran trước trận đóng ngày 30 tháng 11. Một phát ngôn viên của Liên đoàn bóng đá Hoa Kỳ cho biết, quyết định sử dụng hình ảnh lá cờ này là có chủ đích và nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với phụ nữ Iran. Tehran lên án hành động của Hoa Kỳ, cho rằng Washington đã vi phạm quy chế của FIFA. FIFA chưa phản hồi yêu cầu bình luận về vụ này và nhiều khả năng sẽ không can thiệp trong suốt giải đấu. Hàng ngàn chuyến bay bị hoãn tại Hoa Kỳ vì thời tiết xấu. Hàng ngàn chuyến bay bị hoãn trong 2 ngày cuối tuần do bão càn quét khắp khu vực các tiểu bang New York, Pennsylvania, Washington DC và New Jersey vào thời điểm bận rộn nhất trong năm của ngành hàng không. Theo website FlightAware theo dõi chuyến bay, 4.400 chuyến bay bị hoãn và 67 chuyến bị hủy trong ngày thứ Bảy 26 tháng 11. Thêm 3.722 chuyến bay bị hoãn và 78 chuyến bị hủy tính đến chiều ngày Chủ nhật 27 tháng 11. Tình trạng trên xảy ra vào thời điểm các hãng hàng không Hoa Kỳ đang nằm trong tầm ngắm của chính quyền Tổng thống Joe Biden và các nghị sĩ nước này vì để xảy ra nhiều việc chuyến bay trì hoãn và bị hủy với lý do thiếu nhân viên trong thời gian qua. Apple thiếu hụt iPhone trầm trọng do đình công tại nhà máy ở Trung Quốc. Một cuộc đình công nhiều bạo động nổ ra tại nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới khiến nguồn cung cấp sản phẩm vốn đã hạn chế của Apple nay phải chật vật hơn, càng làm nổi bật những thiệt hại mà chính sách Zero Covid của Trung Quốc gây ra cho các công ty kỹ thuật quốc tế cao. Vào giữa tháng 12, hàng loạt công nhân tại nhà máy Foxconn tại Trịnh Châu rời bỏ nơi này vì lo sợ Covid-19. Ông Daniel Eaves, giám đốc bộ phận phân tích ngành của công ty chứng khoán Wellbush, ước tính rằng tình trạng gián đoạn sản xuất tại nhà máy Foxconn ở Trung Quốc khiến Apple mất 1 tỷ Mỹ Kim doanh thu iPhone mỗi tuần. Nhu cầu mua iPhone 14 tăng mạnh trong dịp cuối tuần Black Friday, vượt cả khả năng cung cấp của Apple và có thể gây thiếu hụt iPhone vào dịp Giáng sinh sắp tới.